Thank you.
máy mà đi đâu không biết, ngoài nhà. Thái ơi, Thái ơi, đi đâu không biết. Nhà không đủ cơm. Thank you.
gì Hoa? Ô anh à, ừ. Anh đến chơi à? Ừ, làm gì ấy? Em đang nấu ấy, đang nấu cái ăn. Hôm đi chợ về Thái không đi đâu, không có nhà anh ạ. Thái đâu? Em không biết được. Ừ. Đâu về Thái đóng cửa không có nhà nên là trưa thì em phải nấu cơm ăn đó. Ừ. Điện cho Thái gì ạ? Em cũng điện rồi nhưng mà không thấy nghe máy anh ạ. Anh nghe máy á? Vâng. Anh cứ vào cứ nghỉ ngồi xong rồi để đợi em nấu nước thế cho xong. Thì nấu cho anh, nấu cho. Chả có gì đâu, anh cứ vào cái ngồi đấy nấu. Thái đi đâu lại không ấy à? Thế mà không đi, Thái nó không đi thu hoạch cùng à? Hoa, Hoa, dạ. Thái này không đi thu hoạch cùng à? Thái không anh ạ. Ừ. Thế mày đi vặt gì ấy? Nên bọn em đi vặt mướp khứa anh ạ. Ừ. Cây mấy chồng này không chịu khó tưới cho nó lại chết hết rồi bạn. Em thì giỏi em tưới mà. Vâng, hôm nay ở lại ăn cơm với em nhé. Tại đây cơm này ngại lắm. Mấy khi lên đây em nấu ăn cùng ăn em cho vui. Hôm nay Thái không có nhà. Thái không nhà? Vâng. Cho nhà nó múc đấy à? Anh thử mới. Hôm nay em bọn em chỉ có thế này thôi. Ừ. Anh ạ. Em phải điện anh Thái, xong anh Thái có về không? Điện anh Thái á? Ừ. Để em một tí em lấy máy à. Không biết được nghe máy không anh ạ. Alo Thái à? Ừ em đang đâu đấy? Anh đi chơi á? À?
Thế à, thế xong rồi đi về ăn cơm đi, chị nấu xong rồi. Đi đâu chị gọi mãi chả thấy, đi chị đi chợ về không thấy ở nhà. Ờ, thế xong rồi về ăn cơm nhá. Thế thôi nhá. Em về không em? Đang ở dưới nhà Huyền anh ạ. Ở dưới nhà Huyền. Vâng, thôi anh em mình cứ ăn đi. Ăn à. Chắc em nó về muộn không sao đâu. Chắc ăn cơm rồi đấy. Vâng. Thì ăn em. Vâng, vâng. Mày ăn cơm nhá. Ăn. Ngon, nước ngon lắm. Vâng. Mà ăn em. Vâng. Anh này có miếng này ngon này, anh tự há mua em đút cho. Ừ. Ngon không? Ngon. Cái mướp này ăn ngon anh nhỉ? Ừ. Mướp này ăn giòn, ngon đấy. Hãy ăn nhiều vào nhá. Nhọ nhọ mặt. Ừ. Nhọ ấy. Ừ. Ăn đi em. Vâng, ăn đi. Em khéo tay nhỉ, đấy muốn nhỉ, bông hoa. Ừ, vâng. Cái này là mì gà. Vâng. Mì gà đấy mình thái thành hoa ấy. Ừ. Thì Thái bảo đi thì thích không? Thái bảo lần đầu tiên em được đi thì sướng vui lắm anh ạ. Ừ. Vâng, thoải mái. Hôm nào có gì mình lại đi nữa. Vâng. Tiếc là mình không quay được video không? Nắm mưa chắc là cũng không quay được. Mưa quá đúng không? Ăn mạnh lên em. Vâng, anh ăn đây. Anh ăn được em đâu? Thôi, ăn no. Ăn nữa anh. Thôi anh ăn thế. Thôi á? Ừ. Anh ăn nhiều vào thấy anh gầy lắm. Anh không béo nữa. Thế à? Ngồi đây nghỉ nhá, anh ơi, sửa răng đã. Thôi được, em ăn đi, ăn đi. Vâng, anh ngồi nghỉ nhá để em rửa bát.
Bây giờ có phải là những cái gì mà phải dành ăn Tết không? Có người ta cũng không như thế cô ạ. Để môi với tôi để mặn. Lấy cứng tay mà tống. Thì là không còn cái dàn kia là đặt cây suốt nhá. Nghĩa là cái ngán thôi. Cô gái mèo ở trên dẻo cao. Lò ăn trong cái thằng bông. Rửa đi. Bác từ từ con để. Đâu? Lấy rửa. À lấy rửa.
cái túi của ngay kém thì sao lại cho cái túi dơ tí này. Đây. Nó sẽ mặn ngọt không? Năm lạ. Năm lạ. Ba chị cố về cái bọn nhanh không hết chị ơi. Giờ còn tinh loại lại này. Loại lại loại đâu bé. Đây có hai nửa cân này. Đó, quan bút này, cho nửa cân. Mót, cơ ba chị trở hết. Đây là cháu ơi. Đấy, chẳng lấy chưa. Đấy, ba lạ không chứ. Đấy, cho đây, cho đây. Ta tưởng nó banh cho ta đi. Ba lạ không? Đúng rồi. Ba lạ. Lấy cái này được này được. Cầm chị cái dao tí thế thầy. Cái dao này cắt khó. Đây. Đây.
đâu mất. Thì nói sau nó tắt máy. Chú chưa ngọt quá nè. Không ăn này để cho em. Ngon này. Chào ba nhá. Ba chào các con. Để con ơi, lấy cái này nó không đông mà này đấy. Để nó tâm ấy. Đấy đây, dắt nó dắt hết. Để con dắt ra. Đây, con phải dắt lá trước không? Con phải dắt à? Con chạy đi. Tí này rửa nó hết mà. Đấy. Thái để bà ấy chứ. Con chịu. Dễ lắm, giòn. Ừ. Chứ không phải đâu. Chị kệ rất giống ngoài đấy. Vậy ạ? Ừ. Bông cứ tuột hết lên như đây, đất nó chặt. Mà nó cứ mưa suốt này, dính lắm. Này
Ngày bà rồng này thì lại mang ra chợ bán, có đi chợ áo bán không bao giờ? Hay là chỉ ấy thôi? Lúc mà nhiều thì đi mang ra chợ, chứ còn thì ít. Câu hỏi bạn nhỉ? Mở cuốn. Nghe chứ. Bài rồi. Thôi. Bé nó đúng đúng xí. Thơm nhỉ? Cái nào cục là cắt hả ông? Con lên này. Xong rồi cầm gùi để vào gùi luôn. Rét này chỉ cần cà chua sốt là ngon rồi bạn.
Chả ai gọi lá sơn bao giờ, toàn gọi đúng hoan. Đúng nhà lắm nhỉ. Nào cả thôi, nhận được vào không?
Thank you.
đi về đi. Yeah.
Thank you.
thôi nhỉ. Đây đi, cái này thấy phố rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
hồi xưa tủ bé nhà chị thế đấy. Bà thấy cái gì nó bắn vào mắt không chẳng biết là cái gì.
hành ấy. Thank you.
tên hoa chín không? Thế kìa. Để đấy không à, thì nhá chị xếp sau. Cái này không được gì đâu. Ừ, không xiêm thôi mà chị. Cái quả vàng này. Ừ.
Này mày đừng ấy lên cùng. Ủ to gì nhá. Ít thôi, đang làm gì lắm. Đang làm gì lắm rồi.
gần con co con cậu con mà kiểu như là họ thôi, nhưng mà bà mặc vai đúng lông mà bà lông như này. Thank you.
Thank you.
khá dọn nó chỉ ra rửa bác.
to chưa? Ủa chị đây hả? Đây, bỏ tỏa, chút đây đã. Bỏ lắm. Rai à? Hả?
vào nhà chị Ngân Nhị á bác. Anh đi mua chú ấy một cây cửa. Thank you.
đi.
Hả? Quay gì hả? Bánh nhân bánh nhân nào có hả? Bánh nhân mộng nhĩ em hay ăn ừ. Mà chị mua ấy. Cái này có bánh ngọt hả? Đường hả? Ừ. Thích này. Bốc thăm trúng thưởng lớn nhất, quà to nhất, khủng nhất.
gần. Thế mày chưa bằng cái thằng bé bé, cái thằng nhà ta nó đi học lớp 9 hôm qua, nó cân 59 cân. Con chưa còn 63 cân, con phải đem cân. Thank you.
ra đi bà bảo bà ra đi xem bà bán nhau của các thoa thế. Chưa giải.
đi vào ăn bánh em ơi. Vâng vâng. Rửa tay và ăn bánh đi. Quá.
Bây giờ còn mấy tàu.
trời. Wow.